nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mang xem game show thứ cách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản mấy lâu xương đã luôn, nào chiến thắng thì ăn hết đến nhà. Bạn phải nhìn đôi 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 xương cả chiến thắng, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng tương tương đến món ngon thịt ngon, thiên đường là thường ông hoàng hạnh phúc. Chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Taki Food. Và ngày hôm nay chúng tôi vô mừng chào đón. Không sao, kính thưa quý vị thân mến, nghệ sĩ có người này người kia, cũng có những người điềm đạm và cũng có những người em khác anh. Em là trưởng thành nhất trong nhóm. Em thay đổi rồi. Khi nào xong bác biết nha, anh mệt quá. Ủa, hết nhạc nãy giờ rồi hả? Hết nhạc nãy giờ rồi. Ô, không biết. Yeah, yeah. Đợi đã. Như là đợi đi. Đợi mình ra. Không thích. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình với sự tài trợ độc quyền của AC Cup Việt Nam và phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây hai đội chơi rất là dễ thương. Ca sĩ có, diễn viên có. Bây giờ mời BB Trần giới thiệu đầu tiên luôn đi. Hôm nay em tới đây. À, có gì giọng buồn quá vậy? Em nghe nói là em chơi chung với Kim Nhã. À. Là em đã thấy bé bé rồi. Em quay qua em gặp Khổng Tú Quỳnh em thấy tắc luôn. Cho nên là em lấy tên là Bé Tắc. Bé Tắc? Dạ. Lấy tên đội là Bé Tắc. Nhưng mà lý do gì và tại sao? Dạ, anh ơi, lần trước em chơi với Khổng Tú Quỳnh là em đã thua rồi. Đã thua hết một lần rồi anh. À. Còn Nhã thì là một người bạn thân lâu năm của em. Thì em biết là bạn này là cũng không phải là một dạng thông minh lắm. Cho nên là đây là một sự tố bạn trên sóng truyền hình. Anh nói thiệt cho Bảo nghe. Dạ. Kim Nhã với Khổng Tú Quỳnh không phải là không thông minh mà giả bộ cho chương trình vui. À, chương trình nào cũng giả bộ hết. Phải quên. Thì tự hiểu đi. Em thấy đội em Bế Tắc thiệt luôn nè. Quỳnh. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mang xem. Hải sản với lẩu xiêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội chiến thắng, đội tôi cùng chơi cùng vui. Ủa sao? Sao mặt buồn vậy? Qua đây nè. Giống phim ma quá. Đi qua đây. Ngầu quá. Căng quá. Sao đối nghịch dữ vậy? Xin chào. 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 Hết hồn bữa nay thấy căng thẳng quá. Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Taki Food. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi dành riêng cái giờ phát sóng này cho gia đình của nghệ sĩ Kim Tử Long và anh Trọng Phúc. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ mang đến những điều mới lạ gì. Mời hai đội ngồi. Sit down please. Trời ơi, dữ luôn. Ngày hôm nay hai trường phái, một bên sôi động nồng nhiệt, một bên nhẹ nhàng. Dạ, các anh kìa. Dạ, Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung, chung lẽ Điền Trung là Điền Quân. Hôm nay rất vui đến đây để tham gia Thiên Đường Ẩm Thực. Vui hơn nữa là bữa nay được bắn cháu đồng anh mình nè. Rồi, một lời thách đấu đã đưa ra. Mời anh Long. Bớt căng ba. Xin chào ba thành viên. Ba thành viên này là ba thành viên rất là đam mê món Nhật. Vì thế cho nên hôm nay đến đây để mà thưởng thức món Nhật của Thiên Đường Ẩm Thực. Nếu ngon, chúng tôi sẽ đặt bàn ở tại đây để ăn mỗi ngày. Dạ, tụi em không có bán anh ơi. Dạ, tụi em là chương trình, tụi em là đầu bếp riêng của chương trình. Làm món vì sức khỏe, sau đó cho cái công thức để mọi người cùng có thể chế biến cho gia đình. Chứ tụi em không có mở nhà hàng giống như anh. Hai ba vô. Mọi người hãy nhìn thằng em của em rồi nói đi cưng. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả mọi người để sức khỏe trọng trọng nhất ạ.
Xin chào ông Hoàng, xin chào tất cả các đội chơi ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Dương Bảo Lâm. Và đây là đồng đội của mình. Xin chào mọi người, em tên là Thúy Vân ạ. Thúy Vân, người thứ ba. Thúy Kiều ạ. Em vẫn giữ một tiết tấu gì với em. Em Nguyễn Lê Bá Thắng. Wow. Thật sự là ngày hôm nay là không ai mời tụi em đến đây, và tụi em tự xin chương trình đến đây. Và sáng giờ cũng chưa ăn gì hết trơn, trời, hy vọng là ngày hôm nay sẽ chiến thắng và ăn thật nhiều những món ăn ngon để có thể mà bí lời rồi đó. Đáng lẽ là đội này nên sâu sắc hơn một tí nha. Đáng lẽ là họ có thể làm sâu sắc hơn một tí, chững chạc hơn một tí, nhưng mà từ khi có sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm là chỉ qua tấu hài rồi. Và ngày hôm nay rất vui mừng được chào đón hai đội chơi Baby Trần, Khổng Tú Quỳnh và Khánh Duy Duy. À, dạ, dạ ba đứa em là đến từ đội dạ trắng đen. Cái gì vậy mấy đứa? Ủa đã bàn rồi mà. Cái tên nhóm là tên trắng đen. Anh quái. Dạ, đúng rồi. Sao mấy đứa đọc cái gì vậy? Em đọc trắng đen. Sao em đọc gì kỳ Quỳnh? Ủa, Black and White cũng là trắng và đen đó. À, Quỳnh văn miếng đó mọi người ơi, Quỳnh văn miếng. Dạ, cảm ơn. Là Lê Giang xin kính chào quý vị khán giả. Lê Giang là đội trưởng của hai người này. Cũng ông vua này. Rồi cũng cái đình, ở đình chị. Chị để cho cháu nói cho nó gọn gàng. Dạ. Các bạn á là người trẻ, các bạn chưa hiểu những người lớn người ta kinh nghiệm là chào như thế nào. Dạ, em đang người có nghề, có tâm, có tầm và có kỹ thuật về giọng nói cũng như gọi là văn, về chữ, về kiến thức bao quát tổng hợp trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, đây là lần thứ ba Lê Giang trở lại Thiên Đường Ẩm Thực, một cái chương trình mà gọi là ăn và vui. Tôi cảm giác như là tôi đến một cái thiên đường gọi là ăn uống đó. Tôi rất vui vì tôi muốn tới đây để ăn hết. Hay là rất là gãy gọn, nói rất dài mà nội dung có một ý là tới đây ăn. Đội của em là gồm em, bạn Jun Phạm và bạn Tuấn Tú. Anh Tú. À, anh Tú. Dạ. Nên mình thấy tên gì vậy? Thì đội em chắc em cũng nghĩ được cái tên cho đội của em rồi. Tên gì? Những chàng trai tô màu cho cuộc sống thêm đẹp và tươi xanh. Ok. Những chàng trai tô màu cho cuộc sống thêm đẹp và tươi xanh. Hết bàn tay. Ngắn lại. Những ngắn gọn xúc tích nhất có thể. Chàng trai đó. Tươi. Những chàng trai tươi. Những chàng trai tươi. Rồi, vỗ tay. Nè, bé áo vàng, con giới thiệu một cách sâu sắc, chín chắn. Xin mời. À, dạ, chào Đức Vua. Con tên là Miss T. Nghề nghiệp của con là làm streamer về game. Xin chào các bạn, mình là Miss T nè. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ lên TV show một lần nữa. Mình sẽ lên TV show với một cái gọi là Thiên Đường Ẩm Thực. Thì như tất cả các bạn đã biết đó là bình thường ấy, lúc nào mình đi một cái show mà ăn uống ấy, lúc nào nó cũng sẽ gọi là thất bại để mà thua, để mà không bao giờ được ăn ngon hết. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ rất hy vọng là mình sẽ được ăn ngon. Mình không đi game show thì thôi, một khi mình đi là mình cũng sẽ thua. Thế nên là mình hy vọng ngày hôm nay sẽ có một cái thế lực nào đó giúp cho mình chiến thắng. Dạ, đủ sâu sắc chưa vua? Mọi người tiếp theo, mời đội bên đây mình giới thiệu cho khán giả một lần nữa được chiêm ngưỡng dung nhan của mình nhau. Xin chào tất cả mọi người. Ủa, chương trình mầm non hả? Em đang làm trẻ quá chương trình mà. Xin chào tất cả mọi người. Khoan, xin lỗi Quỳnh Lập. Anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Dạ. Tại vì em đụng cái chữ trẻ thì anh xin lỗi luôn, là hạn chế trong chương trình này nói về mập, trẻ và lớn tuổi nha. Hạn chế giùm, có những người ta không thích lắm. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Quỳnh Lập rất là vui khi mà ngày hôm nay Quỳnh Lập được đến với chương trình và được cùng với tất cả các anh chị rất là thân quen của chúng ta. Ủa, chương trình Người Hùng Tí Hon hả? Mình lẻ, em có thể mà giới thiệu một cách suôn sẻ thôi. Thoải mái đi ha. Dạ, thoải mái đi. Em muốn chọn phong cách nào là chuyện của em chứ. Và hết ạ. Ủa, nó giới thiệu gì tôi không hiểu luôn. Phong cách tà lao đó. Thì em giới thiệu em rồi. Em giới thiệu em chị là Quỳnh Lập. Chị đâu có nghe em giới thiệu Quỳnh Lập đâu. Có em vậy. Mới giới thiệu có Quỳnh Lập. Có, không, cứ bây giờ em không có giới thiệu thì chương trình cũng sẽ chạy cái chữ ở dưới cho em. Ai chạy cho em? Đâu, vậy chi mắc
công đã, người ta kêu em tự giới thiệu bản thân em mà em còn chạy chữ ở dưới. Em là đang hao phí thời gian quá. Dạ rồi rồi, em là Quỳnh Lập, em là Quỳnh Lập. Dạ dạ rồi, được chưa? Đó, em đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực là một cái niềm vui mà đã đến. Dạ, em đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực là một cái niềm vui và cái niềm vinh hạnh của em khi mà ngày hôm nay em, được, em ăn. Được cùng ăn với chị Lê Giang. À, dạ vậy đó. Em rất là vui và hạnh phúc. Cái gì mà em giận dữ vậy? Không, em đang nhấn mạnh về cái vấn đề là em rất là hạnh phúc. Ủa, đâu có được cùng ăn với chị Giang đâu. Ví dụ như em thắng là chị Giang nhịn mà. Ờ đúng rồi, em rất là hạnh phúc khi mà em ăn cho chị Giang xem. À dạ, được chưa chị? Được, được, dạ. Được.